kênh YouTube của Marco, và tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hồ Hoàn, cán bộ của phòng thanh tra của tổng công ty Marco. Ngày hôm nay tôi đang có mặt ở tại địa chỉ 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, và hiện tại công ty chúng tôi đã có trụ sở tại khu vực miền Trung. Tất cả các quý vị và các bạn có nhu cầu về thiết kế hay xây dựng, hay cần tư vấn bất cứ điều gì về vấn đề xây dựng, có thể hiện tại ở trực tiếp văn phòng chúng tôi. Chúng tôi sẽ có những đội ngũ kỹ sư lành nghề và sẽ tư vấn các bạn một cách nhiệt tình, chu đáo, và để cho các bạn có những cái phục vụ tốt nhất. Và bây giờ ngày hôm nay xin mời các bạn cùng quý khán giả theo chân tôi di chuyển về tỉnh Quảng Bình để theo dõi một buổi làm việc của phòng thanh tra chúng tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ về công trình của anh Nhân tại tỉnh Quảng Bình, và sẽ kiểm tra về phần kết cấu sắt thép của tầng 3 gia đình nhà anh Nhân trước khi mà mình đưa vào để đổ bê tông, xem là có đạt theo cái yêu cầu thiết kế của bên công ty chúng tôi đã đề ra hay không nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị các bạn theo tôi di chuyển về tỉnh Quảng Bình ạ. Xin mời. Muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Markhome. Markhome, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc, và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Markhome có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Markhome vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Markhome đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Markhome đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc, và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Markhome qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Markhome. Xin chào quý vị các bạn nhé. Sau một quãng đường di chuyển qua khỏi khu đông dân cư của trung tâm thành phố Hà Tĩnh, thì hiện tại chúng tôi đang trên trục đường quốc lộ 1A đi về hướng lệ thủy của Quảng Bình, nơi mà có căn nhà của anh Nhân chúng tôi đang xây dựng trọn gói ở tại đó. Thì là cũng đôi chút chia sẻ với các bạn trong cái lúc lái xe trên đường đi về Quảng Bình, thì mình chia sẻ thêm là căn nhà của anh Nhân này là được xây dựng là mẫu nhà 3 tầng mái bằng hiện đại, với cái mặt tiền là 8m và chiều sâu là 14m của một sàn. Thì đối với tầng 1 thì chúng ta sẽ có công năng là một phòng khách cộng với cả một phòng bếp cộng một phòng ngủ master và một WC chung. Lên tầng 2 thì chúng ta sẽ gồm có là đó là một phòng sinh hoạt chung này, 3 phòng ngủ. Trong 3 phòng ngủ này thì anh Nhân có yêu cầu bên chúng tôi là sử dụng một cái căn phòng ngủ để làm phòng master rộng rãi, và có một vệ sinh chung nữa. Lên tầng 3 thì là khu vực cao, rộng, thoáng mát, thì anh Nhân bố trí khu vực thờ bên trên cùng với cả một phòng tập. Thì là trong cái quá trình mà quản lý căn nhà này trong cái thời gian vừa rồi á, thì là tôi đã trao đổi rất nhiều với anh Nhân qua điện thoại và cũng như là những cái lần về giám sát trước. Căn nhà này nằm trên một cái nền móng đất khá là yếu ấy, thời gian đầu là cũng mất khá nhiều thời gian để gia cố cái phần móng. Gia đình thì là sử dụng là biện pháp là ép cọc là cái chắc chắn thôi, trên nền đất ruộng mà phần móng khá sâu và gia cố khá mất thời gian. Cái thời gian đó ở Quảng Bình mưa lại còn nhiều nữa chứ, làm anh em là trong cái quá trình thi công khá là lo lắng về cái phần móng. Hiện tại ngày hôm nay thì là đối với cả căn nhà của anh Nhân thì nó đã lên được cái sàn tầng 3 rồi, hay là ngoài miền Bắc gọi cái khác đó gọi là mái của tầng 2 đó. Thì là về cái phần này đang có một số cái phần lưu ý,
cụ thể về cái phần là cấy cột mà ở giữa dầm không có hệ cột bên dưới chống đỡ. Thì về cái phần cấu kiện này nó rất là phức tạp, bởi vì ở đây nó có cái phần ứng dụng các lực nó chia về làm nhiều phía, nên là cái phần thép thép ở cái phần gia cường ở phần chân cột này nó cần phải kỹ càng hơn. Nên là hôm nay về trên cái quá trình mà nghiệm thu thực tế thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn cụ thể hơn. Và cũng giống như cả cái video lần trước về căn của anh Hoàng trên Việt Trì, thì tôi cũng đã nói là sẽ cố gắng làm sao là để chia sẻ về một cái phần nào đó nó cụ thể nhất, chứ không mang cái tính chất là liên miên lan man, và lúc mà kèm cả móng xong bắt đầu lúc lại kèm cả dầm sàn nữa. Thì hôm nay tôi sẽ chú tâm vào nguyên duy nhất đó là cái phần hệ thống dầm sàn. Và ngày hôm nay di chuyển đến công trình của anh Nhân cùng với chúng tôi sẽ gồm có là bạn Trần Sùng là trưởng phòng triển khai mặt bằng. Trong cái quá trình mà ngày hôm nay khi về công trình thì anh em chúng tôi sẽ cố gắng kết hợp cùng nhau để triển khai làm sao để quay một cách rõ nhất, chi tiết nhất để chia sẻ với quý vị và các bạn, cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái cách đọc bản vẽ của bên chúng tôi và cách bố trí dầm sàn của chúng tôi làm sao cho một cách dễ hiểu nhất. Tất cả những cái video này mà chúng tôi làm lên thì chỉ mang cái tính chất là chia sẻ kinh nghiệm là chính, và diễn xuất và truyền tải quý vị và các bạn một cách làm sao là nó mang một cái nó dễ hiểu nhất nhé, ngắn gọn và dễ hiểu nhất, tránh cái tình trạng là một số bác là cũng không có kiến thức chuyên sâu về xây dựng là cũng có thể hiểu được, để mà sau này có thể ứng dụng vào ngôi nhà của mình để mà xây dựng ngôi nhà mình một cách tốt hơn. Còn về một số các bạn có am hiểu về kiến thức xây dựng hay là về những các bạn kỹ sư thì có ý kiến gì muốn đóng góp thêm thì có thể để lại bình luận ở bên dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn đầy đủ nhất. Còn bây giờ thì trên quãng đường di chuyển này thì là cái lượng xe lưu thông nó khá là đông, thì là em xin phép là tôi xin phép là tập trung vào công việc lái xe và hẹn quý vị và các bạn đến tại chân công trình nhé. Xin chào. Di chuyển thì hiện tại là tôi đang có mặt ở tại công trình của anh Nhân ở để tuyển Quảng Bình. Hiện tại đây là có cả anh Nhân và kỹ thuật của chúng tôi tại công trình. Thì sau đây là sẽ tiến hành cái bước nghiệm thu về cái phần sắt của dầm sàn tầng 3, hay ở miền Bắc hay gọi là cái đó là đấy là chính là mái tầng 2. Hiện tại đây chúng ta sẽ kiểm tra ba cái khu vực dầm chính, ba cái dầm trục nhà đấy đi. Thì cái dầm này ở trên bản vẽ chúng tôi đang ký hiệu là dầm ZS3-1, hiện tại ZS3-1 nó sẽ có rất nhiều các lớp thép tăng cường ở đây, bởi vì là cái ứng suất chịu lực ở ngôi nhà này thì nó bổ sung rất là nhiều. Hiện tại đây ZS3-1 nhá, trục 14 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bắt đầu từ dưới lên nhá. Rồi, mời bạn cameraman đi cho tôi nào. Hiện tại như đây các bạn thấy mình sẽ kiểm tra cái dục dầm là ZS3-1 này. ZS3-1 ở đây nó sẽ có mặt cắt 11. Mặt cắt 11 đây nó sẽ gồm có là hai thanh phi 18 trên và ba thanh phi 18 dưới, và tăng cường hai thanh phi 18. Hiện tại đây các bạn có thể nhìn thấy ở trong mặt cắt thì nó có đây hai thanh phi 18 trên này, 1, 2 này, hai thanh phi 18 tăng cường này, được chưa? Đây đúng chưa anh? Và ba thanh phi 18 dưới thì nó sẽ nằm ở dưới này, 1, 2, 3. Đấy, gió quá. Tiếp theo sang thì mặt cắt 33 có 4 thanh phim 18 và 3 cây tăng cường phim 18 này bên dưới là 3 cây đủ rồi, được chưa? Tiếp bên này đi. 5566 thì đây nó nằm ở trục cột đấy đây nhá. Cột của thằng 300 này thì nó sẽ có là 4 thanh phim 18 này, thì sau đó có 2 cây kẹp sườn ở bên sườn này là tăng cường này, và 3 cây pin dưới này. Đây này, 1, 2 này, 2 cây tăng cường này, 2 cây ở trên này, 3 cây ở dưới này. Ngoài này thì nó sẽ là mặt cắt 66 của cái qua phần cầm ngoài kia, mặt cắt 66 nó như vậy. 4 trên này, 3 dưới. Một, hai này, bốn trên này, ba
tất cả bể họ đây đều nói anh Hải ơi, trong cái cây ở giữa này anh cho bắn lại thịt tôm về giữa đi em nhá. À không, bây giờ là đang tạm thời chưa cố định, tại vì đây anh báo cáo với là đây là chưa một cái cạn. Ờ ok. Được chưa? Được. Xong anh sẽ cho ok. Tiếp theo mình là dịch tiếp vào trong này đi. Đấy, chứ thực ra là mình gộp hai cái dầm này vào ký hiệu mà một là cũng được. Đấy là xong hai cái dầm nhá. Bây giờ mình sang đến thằng ngoài cùng, giờ nó sẽ là ZF3-3 đi. ZF3-3 nó sẽ là tổng là phim dầm, nó sẽ là 4 cây trên phim 18 và 2 cây dưới phim 18. Đây dầm của anh ấy nhá. Ba nó duy nhất một phần cắt này thôi thì là phun đầm luôn. Đấy. Đây là đang bỏ thêm. Nếu bắt thêm thì mình chưa nói đến, đây mình chỉ nói đến cái vấn đề là đúng đủ. Ok. Đấy. Về cả chiều nếp khung neo mỏ của dầm và dầm chính này. Đây là 40 này. Đấy. Rồi, sang mình thằng là chủ kia đi. Thằng kia nó sẽ là 3.8. Đây có luôn cái 3.8 các bạn. Hiện tại ở đây là cái 3.8 nó sẽ là 3 cây trên và 2 cây dưới. Về đứng ngay thẳng này. Cái 3.8 1 này, 2 này, 3 này, 2 cây dưới này. Về cái phần tất cả ở trong bản vẽ này thì mình sẽ về là mình sẽ cắt trực tiếp ở trên bản vẽ ở trong tiện đây trao đổi với anh một chút luôn là cái về cái phần mà thép sàn này nhá. Cái việc mà cái vấn đề mà đan so le, đan song song ấy thì thực sự với anh ở trong xây dựng bây giờ nó không có một cái quy chuẩn nào bảo là bắt buộc ông phải đan so le hay đan song song cả. Đấy. So le cũng được mà song song cũng được. Nhưng mà thường thường nếu như mà em ấy, thường thường là em sẽ để đan song song. Đấy, để lúc mà vào bê tông thì sẽ dễ dàng hơn. Còn để mà đan so le như thế này thì cảm quan mắt anh nhìn cảm tưởng là sắt nó dày lên thôi. Trên thực tế nó không phải. Nhưng mà cũng chẳng phải là sai. Đó là cái phần về tiếp sàn này. Hiện tại nhà anh thì nó sẽ có cái điểm lưu ý như thế này, với em muốn trao đổi luôn với anh Hải nhá. Là ở bên cái mặt tầng 3 này sẽ có 3 cái cột cấy lên, mà bên dưới nó không có cột chịu lực tường vào, nó là cấy giữa dầm lên. Thì hiện tại ở tại các điểm nó bắt buộc anh phải vai bò chịu lực của cho em. Ở tại các điểm đó, đúng rồi. Cái phần này, 3 phần cột cấy này, đánh dấu rõ ràng luôn ở mặt bằng định vị tim cột của cái thằng tầng 3 này. Đây là một vị trí này, đây là một vị trí này, đây là một vị trí này. Bắt buộc ba cái vị trí này ở cái phần dầm của nó thì bắt buộc phải có vai bò, thép vai bò hay là thép treo đấy. Đấy, để nó tăng cường cái thứ nhất là chịu lực của nó ở trong này. Ok chưa ạ? Anh giải thích, em giải thích qua cho anh hiểu là như vậy nhá. Còn về các sàn như thế này đấy thì là em giải thích qua tại sao là so le với chéo đấy, các thứ đấy nó là như vậy. Còn đây toàn bọn hoàn toàn là bên em là sử dụng phần phủ phim cho anh hết. Đấy. Đây, hiện tại bây giờ là cái khu vực này là cái khu vực ban công ở trên tầng 3 này. Bên mình có thiết kế là đi hai lớp, nhưng mà trên thực tế là nhiều lúc mà ra công trường nó không phải là cái gì, cái nó phải theo bản vẽ 100%. Thì là khi đó thì là cũng có tư vấn giám sát gọi điện với cả chủ nhà và làm việc với cả anh Hải là giám sát chính ở tại công trình đây rồi. Mình cũng có đưa ra cái ý kiến là bây giờ mình có thể là không đi hai lớp dưới này để giảm cái độ dày của cái ban công này đi, mà thay vào đó là mình sẽ đi cái lớp thép ở dưới này, làm sao đi một lớp mình đi dày lên thôi. Mình sẽ đi là A75 hoặc là A100. Đây thì các bạn có thể xem qua một chút. Thì là cái lớp chịu lực chính là bây giờ ở dưới chỗ này thì là nó cứ là vẫn như thế kia thôi, vẫn cứ là ngắn dưới dài trên thôi. Đây thì hiện tại đây này,
đây là đang đi A100 này. Đó, được chưa? Đó, A100. Đây, đây. Đấy. Đấy là một số cái có thể là mình sẽ cần phải tư vấn giám sát ở trong lúc thực tế. Thì là cái bộ phòng ban của bọn em, phòng ban bọn em là chịu trách nhiệm chính cái vấn đề này. Thì trong lúc xây dựng các bác có vấn đề gì mà thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp đến số của bọn em hoặc là nhắn tin lên trên nhóm thiết kế. Bọn em sẽ vào trả lời giúp quý vị và các bạn nhé. Đây, chỗ khu vực này vẫn chưa xong này. Sau đây sẽ cho anh Hải là để là mình sẽ lớp giữa này bên em sẽ làm bằng xốp nhé, em không làm bằng gạch đâu. Cho gạch vào thì nó khác gì là tăng tải trọng nó vẫn như vậy, có giảm được cái gì đâu. Đấy. Mà là phải đổ cái lớp dưới này xong để khô xong bắt đầu vệ sinh đi, xong bắt đầu chống thấm nó phải cho xốp vào xong bắt đầu mới đổ lớp bên trên, chứ không phải là bây giờ là đổ xong cho xốp vào xong đổ lớp bên trên luôn. Như vậy thì nó cũng không ăn thua, vẫn có hiện tượng thấm được. Đấy là cái chia sẻ của các bác này. Đây, mình nói thêm về cái phần móng như lúc mà trên xe mình chia sẻ với các bạn nhé, là tại sao là cái móng của nhà anh Nhân thì nó dã man hơn những cái móng bình thường nhá. Hiện tại là cái nền đất cũ đây, nền đất này anh Nhân này, đây nó là cái nền đất ruộng cũ ngày xưa mà nó là sẽ là cát trôi. Đây là khi mà ép cọc xuống nó đủ tải rồi ấy, thì cái phần mà lên mặt cốt 00 này nó khá là lớn để mà sử dụng mà làm bằng xây gạch lên cốt 00 xong bắt đầu làm rằng móng ấy, thì là nói ra là nó không thể đảm bảo bằng cái phần đổ bê tông như thế này. Đây là mình đổ toàn bộ là cái phần móng là mình sẽ đổ vách bê tông này. Đấy, nó nằm luôn ở trong khu kết cấu luôn này. Như thế này thì nó sẽ rất là đảm bảo cho công trình. Đấy, các bạn có thể xem này. Đây là vách bê tông nó đổ nhá, bên trên này. Như quý vị và các bạn cũng vừa theo dõi xong một cái buổi làm việc của em tại Lệ Thủy Quảng Bình với công trình của nhà anh Nhân, với cái ngôi nhà là 3 tầng mái bằng hiện đại. Thì là ngày hôm nay em đã đến để kiểm tra cái phần sắt thép của dầm sàn tầng 3. Đấy, thì là trong cái quá trình quay không được mượt mà như ý cho lắm, thì nên là trong cái quá trình mà lần sau em có các công trình khác thì em sẽ quay một cách chi tiết và cụ thể hơn để hướng dẫn quý vị và các bạn kiểm tra sắt thép dầm sàn nó rõ hơn, để cho quý vị và các bạn cùng ứng dụng vào cái ngôi nhà của mình đang xây dựng. Hiện tại thì là công việc của bọn em cũng khá là nhiều. Em xin phép là hẹn quý vị và các bạn gặp ở những cái video lần sau em lên hình. Xin chào và tạm biệt quý vị và khán giả. Xin trân trọng cảm ơn.